Em chào mừng đến với clip video tiếp theo nha anh em. Đây. Cảm ơn anh em nào đã đăng ký kênh luôn nha. Chúng ta sẽ cùng đồng hành cho hết cái game này anh em. Thì tập trước mình đã làm xong cái phần của Nephilim Sacrifice đúng không? Tập này mình sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ dungeon tiếp theo. Cái nhiệm vụ này rất khó nha anh em. Đọc coi. Cấp 130 ở Vinh Vinh Jun có cái bottle trên Nesip. Có nhiều tôn giáo Shintori, mặc dù tất cả những câu chuyện đều khác nhau nhưng các bậc thầy về truyền thuyết đều công đồng ý rằng hết chúng có hiệu quả cho phép những người trung thành của họ làm phép lạ, nên phải có một sự thật chung với chúng. Yếu tố đặc biệt tìm thấy trong hầu hết các dấu tôn giáo là sự sáng tạo ra thế giới bởi một vị thần hoặc một vị thần khác, có thể là Anu, Father hoặc Kai Mother hoặc thậm chí là Tima Dula. Anu là đấng sáng thế hay nào? Father cha đất hả, mẹ bầu trời, thậm chí là Tina Dula. Tina Dula là gì không biết luôn. Có một con người riêng lẻ trên một cõi khác, một tấm giống một Lazarus với một công cụ tính toán cung cấp năng lượng bởi tia sét. Nhiệm vụ này là tri ân với Dula, người sáng tạo ra Median đầu tiên. Thì cái đội ngũ sáng tạo của cái mod này đầu tiên, cái này nó có nhiều phiên bản à. Phiên bản đầu tiên là của anh Rodula này, anh La này anh tạo ra, giờ không biết là anh còn không, nếu mà để là tri ân là cảm ơn ha. Không biết còn không, tôi không biết nha, cũng có thể là đi gặp thượng đế rồi cũng không chừng. Bích Bích chỉ là fan sát cuồng nhiệt của những con dao ném cầm tổng với Brazet ở cấp độ hoàn toàn khác. Đừng đứng yên trong tầm ngắm của hắn, nếu không hắn sẽ niệm đít trai hoặc singularity lên bạn, tiêu diệt bạn. Nếu bạn tiếp tục di chuyển, hắn sẽ cố dịch chuyển tức thời và triệu hồi thêm lính và tô tầm để giết bạn. Đừng phá hủy tô tầm, chúng sẽ giải phóng ma thuật hoang dã khiến bạn giòn như thủy tinh và chữa lành cho giống một Lazarus. Khó nè. Tổng giám mục Lazarus miễn nhiễm với tất cả các sát thương hoặc cũng không có điểm yếu, sử dụng buff revive mà bạn học được ở Durai, chiếc nhẫn này nè, chiếc nhẫn Asset để tấn công mo marker gây mất năng lượng bằng kỹ năng này cho đến khi kháng chết. Wow, tôi phải nói anh em là cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ khó nhất game luôn ha, nó đòi hỏi sự may mắn nè. Đánh bại Lazarus ở heo để nhận được sách vinh quang của Median. Một con kêu 10 đến 15 đam, 24 đến 25 đam đi mạnh, element được 5-15. Phải 6% cái cúp. Cúp nó cúp gì? Abyssop Lazarus đây nè. Cộng thêm maximum kháng 1% nữa. Thêm chứng nhận gì đây? Thì sáng của sáng thế à, đang sáng thế à. Nồi tiếp bao quét. Để đọc chương cuối cùng của cuốn sách, bạn cần có book of Ken. Bạn phải có book of Ken và mở khóa toàn bộ nội dung nó sau khi kết hợp với lối rệt book Median. Để vậy giải phóng toàn bộ sức mạnh cộng thêm một tất cả kỹ năng, một tất cả 10 con tính 5 kinh nghiệm nhận được, xin chúc mừng. Rồi cái bút Median này quýnh Lazarus này nè, nhưng mà cái bút Upken đó thì anh em quýnh con nào ta, như là con Sazak nè nè, Zak Illusion nè, có rớt cái bút Upken nè, hên xui nha nè, hên xui cái này nó có lúc rớt có lúc không. Lượm cuốn này ép với cuốn lối rệt bút lên rớt này, nó sẽ cộng thêm cái này. Ok, giờ mình đi quánh anh em, mình phải dùng chiêu Butterfly nha anh em. Butterfly là cái
đem máu vô đó thằng trữ thằng quýnh đó. Chiêu butterfly của cái nhẫn Aset quýnh ở Durai đó, một một butterfly đúng không, butterfly là cái chiêu này nè em, đam nó chỉ có 625 thôi và cao đao nó 5 giây, nó cũng có thời gian á, quýnh rất là lâu á nè, là nhiệm vụ dài cổ á. Rồi thêm một phần nữa là anh em quýnh Udazian đúng không, lậm được cái hiệp ước á, nó sẽ cộng thêm chiêu Buckley Fire của anh em thêm 5 điểm nữa, nó sẽ tăng đam lên ha, tăng tăng đam của cái chiêu đó lên. Anh em nên làm cái này trước nha anh em, này nó cộng thêm 5 Buckley Fire nè, mình sẽ quýnh này dễ hơn. Rồi để quýnh lại cho rớt này thì mình qua Vinjun anh em, ở ạc ba ha, Vinjun nếu mà anh em nào không biết đường đi á thì tôi chỉ luôn, anh em qua Lazy Jun nè, Lazy Jun ha, vô cái hang Wambit level. Rồi cái hang lấy rượu con dao nè, nè rượu con dao này để lấy cái focus này nè, đây sơ focus rayton đó, nhiệm vụ đó rồi, nhưng mà mình không quýnh nữa ha, mình đã lấy rồi mình không quýnh nữa, đi qua bên đây có cái chữ Vinjun nè, rồi mình qua đây thì mình sẽ xuống đây lúc cái đầu dưới ha, nó có cái quay bơi nè, mở mốt mình qua đây rất gần ha. Rồi cái chỗ Lazarus là nó nằm ở khúc giữa giữa này nè, có cái quay, có cái cổng không gian, rồi bên đây mình sẽ đi tắt qua cho nhanh ha. Đây nè, Lazarus Zenith, ok. Thì quýnh hàng này mình sẽ dùng chiêu Book Refire nè, và rất khó nha, nhắc trước là nhiệm vụ này chết rồi, chút phải búp đi đầu nó quýnh chừng nào nó chết thôi. Rồi có nói thì mình không quýnh mấy cái tô tầm này nha em, né mấy cái tô tầm này ra, nó sẽ hồi máu cho nó và nó làm cho mình mềm như cùng bún, nó có cái chiêu giống như là Lucian á, nguyền rủa mình ha. Rồi khi mà nó đi rồi á, mình dụ nó đi chỗ khác rồi nó hết linh rồi, nó linh tới mấy lần rồi, khi mình hết dí mình rồi mình qua chỗ khác, ví dụ mình dụ nó xuống cái đầu bên đây đúng không, mình qua cái đầu bên kia mình đập hết mình đại nó với mấy cái tô tầm, xong mình quanh ngược lên mình dụ ra mình quýnh tiếp, dụ xuống đầu này thì mình quánh xong rồi mình chạy lên đầu kia mình đập tô tầm với lại cái trụ với mấy thằng đại ha, mình dọn xong rồi mình làm xuống quýnh tiếp, quýnh đầu này dọn đầu kia, chứ đừng để nó triệu hồi tô tầm đầy cái bản đồ là anh em chết chắc luôn. Rồi tiếp tục xuống dụ nó ra nè, đó mấy tô tầm đó là coi coi nó có không, không có thì có thể quýnh được không, quýnh cái tô tầm mà có nó là nó đầy máu luôn à. Rồi nó chỉ có 15 giây lúc đau anh em, chết rồi là kiểu như là hết vô được à, phải ra hót ra vô lại, tôi không biết có làm nổi không nhiệm vụ này luôn, mấy nhiệm vụ này ức chế. Nhiệm vụ này có thể là quấn hai cái chữ hài luôn á, có cái cây voi ở bên dương này anh em cứ biến ra nè,
Con Assassin mình có chiêu boost chạy nhanh á, mà còn sắp bắt sang bang với nó. Biến đây mày. Biết tao cái đó đó. Rồi chạy đi. Nói chung vậy là được rồi đó. Rồi lên đây dọn anh em. Dọn mấy lính với mấy cái tô tầm của nó. Có nó là mình không quýnh nha. Quýnh cái tô tầm này là nó hồi máu. Dụ nó đi vô trong góc đó rồi bắt đầu mình ra đây mình quýnh cái tô tầm này. Thấy mà nó hiện cái mặt nó lên là lo mình giọt nha anh em. Hiện cái mặt nó lên là không quýnh nha, không quýnh tô tầm nha. Đó, thấy mặt nó là nha. Không, ok, mình sẽ đi từ cái đầu trên đây mình đi xuống cái góc này nè. Không dụ ra là mình búp refire vô đầu nó. Nó ở đâu mà đó chính là chiêu này giống như chiêu Lucian này không nguyên rủa. Để hết chiêu rồi vô nữa nè. Rồi được rồi đúng không, xuống đây cho nó dịch chuyển vô lên xong rồi đúng như người đó. Rồi quýnh xong rồi bỏ chạy nha, nó sẽ dịch chuyển hai ba lần vậy á. Bỏ chạy xong rồi xuống đầu dưới đây dẹp tô tầm tiếp. Cẩn thận bị chết nha. Ơi ơi ơi. Rồi. Giọt anh em. Rồi. Nên dịch chuyển 3 lần vậy là nó hết rồi đó. Mình tiếp tục lên đây dọn. Không đi đầu dưới nữa nè. Bút chạy nhanh cái. Dọn lính, dọn tao tầm nha. Dọn cho em dọn bớt rồi mới bắt đầu xuống đầu dưới dụ ra quýnh tiếp. Thấy nó vậy là thôi nha anh em. Rồi rồi là đầu bên đây dụ nó ra xong rồi quấn xong rồi xuống dưới dọn tiếp nè. Hello, where are you now? Nó sẽ dịch chuyển ở đây. Rồi búp như pha dầu nó rồi chạy lên đây, búp như pha dầu nó nữa rồi giọt anh em. Nó dịch chuyển 3 lần là nó hết à. Mình dọn đây mình sẽ dụ nó đứng đây đúng không, mình sẽ xuống đây mình dọn tô tầm lính. Có nó là không quýnh nha, không quýnh cái trụ này, quýnh trụ này nó hồi máu là công mình quýnh công công cốc luôn á. Rồi dọn xong rồi bắt đầu để tôi bước lại cái dọn xong rồi lên đầu trên nha, lên đầu trên dụ nó ra quýnh tiếp. Rồi hello. Quên nè. Rồi, giọt. Tại vì cái chiêu này nó có 5 5 giây cao đao nha. Nên là đừng có ham quánh. Rồi. Bắt đầu nè.
dụ ra nè. Rồi, cái nữa, cái nữa. Rồi. Cái nữa. Phát nữa, phát nữa, phát nữa. Ý. Giọt, giọt cái đó, giọt. Tốc biến, tốc biến. Mẹ em chỉ nữa là đi rồi. Cái đó là bị kẹt luôn á. Anh em nào bị kẹt là kiểu như là nó mà nó triệu hồi cái tô tầm này lên cái là mình đứt liền á. Hên là dịch chuyển kịp thời nha em. Wow. Cũng may là tay nhanh hay não. Không là ăn cứt rồi. Đây là nhiệm vụ khó đó nè. Có thằng quýnh thằng Isari luôn á. Rồi vụ ánh đông xuống kia là bắt đầu mình lên mình dọn tôi tầm tiếp nè. Dọn khi mà thấy cái mặt ảnh là bắt đầu mình lại mình qua đầu kia mình vụ quýnh tiếp. Thấy chưa? Ý. Ok anh em. Rồi bắt đầu mình qua khúc đây ha. Chạy xuống. Xuống vụ đầu anh. Rồi chuyển qua cái chiêu Butterfly nha. Đó, thấy rồi đúng không? Từ từ. Chạy qua chỗ đó. Từ từ, để dụ mấy con này lên đập mấy con này. Mình Butterfly trúng mấy con này cũng như không anh em. Mắc chiêu mình uổng. Đi. Mày hả mày. Rồi chạy nha. Chạy. Chạy xuống đây dọn tao tầm. Quýnh đầu này dọn đầu kia nha. Chứ không là nó triệu hồi ra các bạn cái lũ là mình không dọn rồi hay mình đi ngang đó là mình chết luôn á. Rồi lên đi dọn tiếp nha. Dọn xong rồi bắt đầu quanh lại đánh tiếp. Mình trâu bò chứ chỉ cần dính một chiêu của nó thôi là mình đi á. Ui. Rồi cứ thấy nó là mình ngừng nha. Rồi bắt đầu xuống đầu dưới đây. Không dọn nữa nha anh em, dọn nữa mình trúng quýnh trúng tô tầm mà nó ấy nó hồi máu là xong luôn á. Công trở thành công cốc luôn á. Hello. Rồi. Má nó triệu hồi ra tới đây luôn rồi. Lên đầu trên coi. Dính chiêu này là chỉ cần nó đinh lại mình là xong luôn á nè. Ok. Dụ mấy người kia ra nữa chứ mình chạy vô ha. Chạy vô. Ủa. Rồi. Mình phá cái trụ đó nữa là ok rồi đó. Gầy quá. Rồi. Để tôi boost cái. Rồi, đổi chiêu lại. Vô vũ nó ra anh em. Rồi chờ chiêu này hồi, mình còn quýnh nó được cái nữa. Rồi. Giọt nha, quýnh xong rồi giọt. Rồi xuống đầu dưới. Xuống đầu dưới dọn tô tầm. Được nửa máu anh em. Dụ tiếp anh em, lên đầu trên dụ nó miếng nữa. Tiếp
chưa chưa được đâu, chưa ổn đâu. Ui, hello, where are you now? Rồi, anh ta ở đây. Giọt giọt. Ok. Rồi mình đi tắt cái lên đây dọn tàu tầm tiếp nè. Anh chạy xuống tới đó là mình khỏe rồi nè. Quýnh này mà hoài hợp. Ui, thấy à, thấy à. Ok, thì mình dành cho mình sẽ đây ha. Mình dụ ảnh lên xuống đây là mình chơi tiếp. Rồi mình lên đó mình dọn tiếp. Không, cái này dọn được. Má, quýnh con này hồi hộp quá nè. Ok, được nữa là anh em quá sướng. Từ từ nha, ra vụ trước, ra vụ trước. Đây, cho phát nữa. Ý. Ơi. Giọt, 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 giọt. Giọt anh em. Giọt, 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 giọt. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lên đi lên, lên chỗ khác nè. Fuck. Man, cây. Ôi, quýnh gần chết rồi. Má sơ sẩy cái thua liền. Má nản thiệt luôn á nè. Ức chế vãi luôn. Phải chửi luôn chứ không biết nào mà. Cây thiệt chứ quýnh còn như đó nữa. Má nó cây không chịu được. Fuck you. Đậu đen nó thiệt. Là phải đánh là từ đầu anh em. Má thấy không? Cẩn thận đã đời luôn mà đến cuối cùng vẫn 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 ngẫm không? Dễ ăn anh ta đâu. Fuck thiệt chứ. Miếng nữa, miếng nữa. Còn quýnh được anh em, còn quýnh được. Xử này. Còn quýnh được. Rồi giọt anh em, giọt giọt. Bạn này hết quýnh được rồi đó. Come on, baby. Rồi xuống đây dọn nha. Má nó quá nhiều rác rồi. Quýnh, quýnh mà tìm đập thành thịt còn hơn là đi gặp nghiệu cũ luôn. Con này.
này căng thẳng vãi nồi nè. Tôi khuyên anh em nào mà tráng yếu hoặc là yếu hay là cái gì là thôi nghĩ là ví dụ nè, thiết chế vãi nồi luôn. Thấy chưa, thấy chưa, thấy ta chưa? Tôi phải đi giọng dưới thôi chứ đụng á, đầu trên này ghê quá. Dọn cái đây được sạch sẽ vậy là sạch rồi đúng không? Mấy cái tô tầm này tôi ghét lắm, mấy nó quýnh nó hồi máu cho con kia xong rồi nó nguyền rủa mình. Cái nào quấy quấy chết tôi ơi, trúng cái đít trai đó là cũng chết luôn nha nè. Rồi giọt cái đó được rồi ấy, đừng có linh nữa ném ơi, phắt linh xa vậy. Rồi dọn em, nó nằm đầu trên bắt đầu mình dọn đầu dưới. Má đi, nó ỉa cả đống luôn nè. Mấy anh em không dọn là không có quýnh mình được đâu, phải dọn bớt, dọn cái đống vấn đề của nó. Tôi hy vọng lần này được, chứ đâu có không lần nào nào không được nữa thì tắt game nghỉ chứ chơi gì nữa. Làm đã đời đến cái cuối còn miếng nữa, cái một sai lầm như dẫn đến cái chết luôn. Mỗi bước đi đều lo sợ. Má ơi, từ từ anh ơi. Từ từ anh ơi. Rồi. Giọt. Còn quýnh được, còn quýnh được. Đây cho mấy. Ý. À mình đợi này cứ vô vụ ra quýnh được tiếp. Cái nữa. Bình lầu anh. Rồi ok. Mình nó đang đứng đó đúng không? Mình lên đây mình dọn tô tẩm nè. Ôi. Cái đống này mà giờ mình không dọn mà hai cái dí lên tới đây thì có đường mà chết mà thôi. Má ơi, cảm giác thật vô mod. Dọn nha, dọn bớt mấy cái này xong rồi bắt đầu mình xuống mình quýnh nó được. Bút chạy nhanh anh một xíu. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy cái mặt ảnh là mình phải lo mình né liền nha. Hello. Hello. Được chưa nè. Oh. Yeah. Cái nữa. Rồi được rồi, được rồi. Giọt. Giọt. Come on. Đừng dịch chuyển đây. Má ơi, nó dịch chuyển kinh quá. Rồi dọn tiếp nè. Nó
đi lắm, chuyển quá nhiều thứ lên, dọn cái đống ship mới để lại nè. Chứ không mà một xíu nữa mình quýnh nó, mình đạp mấy cục ship mình chết chắc luôn. Dọn dọn dọn. Rồi mình sẽ đi vòng xuống dưới dụ nó lên khúc, đừng lên nhiều quá là đi này còn cái ui. Giọt giọt đi. Đại nó phanh, đại nó. Ê đừng dí nữa. Come on. Đừng dí nữa anh ơi, đừng dí tôi, đừng dí vô đây là chỉ cần chết tôi chết. Một ba hốc chết ngoạn một rồi nè. Má ơi. Dọn 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 bớt mấy cái tàu đồng điều đó mà không lên kịp là thôi luôn, má nhìn không ra luôn. Dọn mấy cái tàn dư đó thôi. Đừng dụ em. Dọn đây sạch sẽ vậy nè. Nhớ là phải sạch sẽ nha. Đó, sạch sẽ vậy mới được. Rồi anh ta đâu? Úi, cái nào cái nào. Ý chết mẹ, quên đổi chiêu. Cái nào cái nào. Ôi. Hoa, hoa, được được được. Từ từ xuống dưới kia dọn tiếp. Đừng ham quá nè. Đừng ham quá, cái chiêu này cao đao nó 5 giây rồi. Ham quá nó rồi, nó làm một đống tô tầm dưới đây là mình không dọn lên ham là mình mệt luôn. Dọn không có đường mà chạy quá. Dậm cước của anh hông hông xíu nữa mình dậm cước của anh thì chết. Dọn bớt đi. Ok sạch sẽ rồi đúng không, không khó rồi đó. Rồi lên tết lên trển dụ anh xuống tiếp anh em. Dụ dụ dụ. Chưa chưa, mang đại thôi. Rồi, mày vô náo. Cái nữa, cái nữa, cái nữa. Mày. Còn cái nữa. Mày, đi. Mày. Được anh em. Quýnh vô đó đủ rồi. Rồi lên đây dọn tiếp. Đang nãy cũng tới khúc này nha. Đừng để lặp lại cái điều hồi nãy nha. Tôi không muốn đâu. Nó quýnh đã đời luôn. Đây.
bút cát. Ê ê nằm ở khúc dưới á. Hello. Chưa chưa. Đây. Đây rồi, đây rồi, cái nữa, cái nữa, cái nữa. Được cái nữa. Rồi, dịch chuyển quá nè. Gió. Come on, come on. Cũng hên là mình cũng có dịch chuyển nha. Không có dịch chuyển là mình cũng tắt nướng lẫn luôn rồi. Được, được, được. Có tương lai. Có thể quýnh được. Dọn lên đi. Dọn mấy cái này. Dọn bớt đi, dọn bớt đi. Cố gắng lên. Sắp được rồi, sắp được rồi. Bút phát, bút phát. Anh em đừng có dùng mấy chiêu diện rộng rộng nhiều nha. Diện rộng nhiều mà quýnh tôi tầm xong cái nó hồi máu chứ con đó là cứ như mình khóc ra máu luôn á, đá ra máu luôn á. Khóc tiếng Pháp luôn á. Rồi giờ có này rồi đúng không? Lên tiếp anh em. Hello. Đâu à? Hello. Này rồi. Đi lộn đường, lộn đường đi. Lộn đường, lộn đường. Cái nữa, cái nữa. Này. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Từ từ từ, rồi mà chiêu rồi. Xuống để cho anh dịch chuyển tiếp. Ui, 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 ui. Cái nữa, cái nữa. Cái nữa anh em. Cái nữa. Ui, 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 ui. Lộn đường, lộn đường. À. Má ơi. Quýnh này mà giống như đi ăn cơm mà bị gặp công an, gặp cảnh sát. Quá là đau tim luôn. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Chúng ta sắp thành công rồi. Miếng nữa thôi. Đắng lên. Sau khi chết bảy bảy uống chín lần thì chúng ta sắp thành công rồi. Bút phát, bút phát. Kìa. Hello. Ok. Cái nữa, cái nữa, cái nữa. Cái nữa, cái nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thở đều. Mấy nữa nè. Hello, hello. Miếng nữa, cái nữa, cái nữa. Sắp chết rồi. Sắp chết rồi, chết rồi, sắp chết rồi, chết rồi. Cái nữa, cái nữa. Đâu rồi? Nó chết rồi kìa. Nó chết rồi kìa em ơi. Yes. Quá phê. Cuối cùng anh ta đã chết. Yes. Phê quá. Đi uống nước đây, phê quá.
Chúc mừng, nâng ly chúc mừng. Tuyệt vời. Quá đã. Không là sung sướng. Cảm giác này khó tả lắm nè. Wow. Rồi giờ mày quánh anh đi. Trời ơi, xin mẹ quánh anh đi. Giờ con vẫn vẫn còn phê phê như là dopamine luôn. Nuốt máu, nuốt máu. Mời quá. Đây nè. Quá đã. Rồi. Cuối cùng cũng đã làm được. Quá tuyệt vời rồi. Đây nè. 14 element legit. 1 on kill. 28% demon đam đê mạnh. Quá phơi. Ok. Rồi. Coi như mình đã hoàn thành cái này đây anh em. Rồi. Bye bye anh em nha, hẹn gặp ở clip sau nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh nha anh em. Để cùng tôi tận hưởng cái cảm giác về tận nóc này. Ok. Bye bye.